Giao tranh khốc liệt đang nổ ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến và Ukraine đã đạt được một số bước tiến trong việc đẩy lùi quân đội Nga ở phía Đông Nam. Phía Kỷ cũng vừa tung một video cho thấy thiếu tá Nga bị bắt giữ nói về thương vong nặng nề của quân Moscow. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã sử dụng các tên lửa tầm xa phóng từ tàu chiến để tập kích cơ sở sản xuất xuồng tự sát của Ukraine. Một trạm xăng ở vùng Dagestan, miền nam nước Nga đã bất ngờ phát nổ, khiến ít nhất 25 người chết và 60 người bị thương. Trong khi hàng loạt vụ nổ khác cũng đã xảy ra tại mỏ dầu Talin gần thị trấn Niagan, tỉnh Tiumen của Nga. Gần đây, Bộ Công an Trung Quốc nói rằng sẽ truy quét các hoạt động phi pháp xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Trong 3 năm, hơn 2.300 nội gián trong ngành đã bị bắt. Trước đó, thông tin cá nhân của bản thân ông Tập Cận Bình và người thân đã bị chính cảnh sát Trung Quốc tiết lộ, làm dấy lên nhiều đồn đoán bên ngoài và tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Hoàng sáng trân trọng chào đón quý vị đến với bản tin thế giới tiêu điểm ngày 15 tháng 8. Chúng tôi rất vui khi tiếp tục đồng hành cùng quý vị đến với những tin tức tiêu điểm nóng nhất trên toàn cầu và tiếp sau đây là nội dung chi tiết Ukraine tuyên bố giao tranh khốc liệt đang nổ ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến và Kyiv đã đạt được một số bước tiến trong việc đẩy lùi quân đội Nga ở phía đông nam. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia hôm 14 tháng 8 cho biết, Nga tiếp tục các cuộc tấn công ở phía đông Ukraine và tăng cường hoạt động gần khu vực Kupian và Liman. Theo bà Malia, hiện tại có sự sụt giảm nhất định về số lượng các cuộc tấn công và đạn dược mà đối phương triển khai ở phía đông. Nhưng điều này không có nghĩa là đối phương đã rút lui khỏi kế hoạch của họ. Đối phương đang tập hợp lại lực lượng và cố gắng khôi phục năng lực đã mất. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Quan chức Ukraine cho biết thêm, quân phòng vệ của chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn bước tiến của đối phương và làm giảm đáng kể khả năng tấn công của họ. Theo bà Malia, giao tranh khốc liệt vẫn tiếp diễn gần thành phố Bakhmut, đồng thời cho biết lực lượng Nga đang cố gắng giành lại những vùng đất đã mất ở các khu vực phía tây Klitschivka, phía tây Adryvka và Kuryumivka. Bà cũng cho biết Ukraine đã giành lại thêm 3 km2 ở khu vực Bakhmut, nâng tổng diện tích lãnh thổ giành lại lên 40 km2. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đang tiến hành các hoạt động tấn công ở các khu vực Melitopol và Berdyan ở hướng eurogen phía nam và đông nam staromayork thuộc vùng Donetsk, họ lực lượng ukraine đã thành công và đang củng cố các vị trí đã giành được trong quá trình tấn công lực lượng phòng vệ ukraine ở khu vực taria tiếp tục giành lại eurogen Ukraine vừa tung một đoạn video dường như cho thấy một chỉ huy người Nga đã bị Ukraine bắt giữ gần đây. Người này ngồi trước ống kính nói về những tổn thất nặng nề về quân số mà tiểu đoàn của ông phải gánh chịu trong cuộc chiến ở Ukraine khi bị thẩm vấn. Người đàn ông trong video tự nhận mình là thiếu tá Nga Yuri Tomov, chỉ huy tiểu đoàn 1822 của lực lượng vũ trang Nga. Ông được cho là đã mất tích trong một cuộc đột kích của Ukraine vào tuần trước và vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trên sông Dnipro. Khu vực này đã bị Nga kiểm soát kể từ những ngày đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022. Kênh Telegram Nikola của Ukraine có 1,2 triệu người đăng ký, đã đăng một đoạn video dài 14 phút về cuộc thẩm phấn của viên thiếu tá Nga. Một bài đăng dài nói rằng Tomov đã nói về những tổn thất của Nga, về triển vọng của Nga trong cuộc chiến, vân vân. Trong video, chỉ huy tiểu đoàn Nga nói rằng ông nhập ngũ theo lệnh động viên một phần vào tháng 9 năm 2022 và đã chiến đấu ở Ukraine từ ngày 15 tháng 10 năm 2022. Ông nói thêm rằng ông từng là tham mưu trưởng của đơn vị trước khi được bổ nhiệm làm chỉ huy. Tô nói rằng tổn thất trong chiến đấu của đơn vị ông có thể vào khoảng 30%. Trước đó, các kênh thân quân sự của Nga đưa tin rằng thiếu tá Tomov đã bị bắt trong một chiến dịch của Ukraine ở vùng Kherson. Sau đó, một đoạn video ngắn chưa được xác minh xuất hiện cho thấy ông đang vẽ trên bản đồ. Tuy nhiên, kênh Chinasati là một trong số ít các blogger Nga báo cáo rằng đại tá Tomot đã bị bắt làm tù binh. Các bài đăng trên kênh Chinasati cho biết 16 binh sĩ Nga và hai sĩ quan đã mất tích trong cuộc đột kích của Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ xuồng tự sát của Ukraine vào đêm 13 tháng 8. Sputnik dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các mục tiêu đã bị tập kích bằng tên lửa tầm xa phóng từ tàu chiến. Cuộc tập kích đã thành công và tất cả mục tiêu đều bị phá hủy. Vụ tập kích diễn ra trong lúc căng thẳng trên biển đen gia tăng kể từ, từ khi Nga tuyên bố rời khỏi thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Nga tuyên bố sẽ coi mọi tàu đi về các cảng Ukraine là có thể mang theo vũ khí, đồng thời tập kích một số cảng biển đen của Ukraine. Sau đó, Ukraine đáp trả bằng cách dùng xuồng tự sát tấn công các tàu Nga ở biển đen. Cuộc phản công của Ukraine đang diễn ra chậm hơn dự kiến do hàng phòng ngự kiên cố của Nga, dù quân đội của Kyiv đã đạt một số tiến triển nhỏ ở vùng tiền tuyến miền Đông và Nam trong tuần qua ngày 14 tháng 8, Mikhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, nói rằng Nga đã mất 116 đơn vị thiết bị, bao gồm 33 xe bọc thép, 29 xe tải và 20 xe tăng vào tuần trước. Cùng ngày, quân đội Nga tuyên bố các đơn vị pháo binh của nước này đã phá hủy cầu phao do quân đội Ukraine xây dựng để vượt sông Mokriezali ở phía tây làng Irozen thuộc tỉnh Donetsk. Jan Gagin, cố vấn của quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPA tự xưng Denis Puslin, xác nhận các lực lượng vũ trang Ukraine đã mất vài chục binh sĩ trong các cuộc đục độ gần Irochen vào cuối tuần qua. Trong các cuộc giao tranh gần đây ở mặt trận miền đông Ukraine, Eurochain được xem là mắt xích quan trọng để Ukraine có thể mở mũi tiến công xuống phía nam, hướng đến thành phố Mariupol bên bờ biển Azov một trạm xăng ở vùng Dagestan miền nam nước Nga bất ngờ phát nổ, khiến ít nhất 25 người chết và hàng chục người bị thương. Giới chức Nga cho biết ngọn lửa bùng lên từ một cửa hàng sửa chữa ô tô ở Makhakala, Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, tối 14 tháng 8 và dẫn tới vụ nổ gây cháy lan sang trạm xăng gần đó tỉnh trưởng Dagestan Sergei Melikov xác nhận ít nhất 25 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong sự việc. Cơ quan khẩn cấp địa phương cho biết ngọn lửa bao phủ khu vực rộng khoảng 500 mét vuông. Một nhân chứng kể lại, sau tiếng nổ, mọi thứ đổ sụp xuống đầu chúng tôi, chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Khoảng 260 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường vụ cháy. Cảnh sát và giới chức địa phương đang đưa người dân rời khỏi khu vực hỏa hoạn, cảnh báo có nguy cơ xảy ra vụ nổ thứ hai. Kênh Short đăng tải một video được cho là ghi lại khoảnh khắc ngay sau vụ nổ. Video cho thấy ngọn lửa bao trùm khu vực rộng khoảng 500m2 quanh trạm xăng, những cột khói dày đặc bốc lên, lửa lan từ khu vực trạm xăng sang những tòa nhà lân cận. Theo hãng tin TASS, cùng ngày, hàng loạt vụ nổ đã xảy ra tại mỏ dầu Talin, gần thị trấn Niagan, tỉnh Tioman của Nga. Vụ nổ khiến hai người thiệt mạng, 5 người bị thương, trong đó 4 người nguy kịch. Giới chức trách đang điều tra làm sáng tỏ vụ việc. Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ đã điều các máy bay phản lực để chặn hai máy bay ném bom tuần tra hàng hải tầm xa của Nga khi chúng đi qua khu vực giám sát hàng không phía bắc của NATO. Khi vụ việc xảy ra, các máy bay ném bom TU-142BF và TU-142BJ của Nga được cho là bay ở khu vực gần quần đảo Shetland ở biển Bắc của Anh thuộc Scotland. Các máy bay phản lực typhoon của lực lượng không quân hoàng gia Anh (RAF) đã được điều động từ sân bay quân sự RAF Lossiemouth ở Moray, đông bắc Scotland cho vụ việc. Một máy bay chở dầu cũng đi kèm phi đội để tiếp nhiên liệu trên không nếu cần. Người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh, James Heppey cho biết các phi đội RAF tại Lossiemouth duy trì sự giám sát liên tục trên không phận Anh và luôn sẵn sàng hành động ngay khi có thông báo. Theo CNN, khu vực mà hai máy bay Nga đi qua là vùng không phận quốc tế do Anh theo dõi, mà phía Anh cho rằng có thể gây nguy hiểm cho các máy bay khác bởi máy bay Nga thường không giao tiếp với kiểm soát không lưu hay phát tín hiệu cần thiết giúp các phương tiện khác nhận diện. Trong khi đó, thì Bộ Quốc phòng Nga lại cáo buộc Na Uy đã vi phạm biên giới Nga trên biển Barents. Theo hãng thông tấn TASS, máy bay vi phạm là một chiếc P-8A Poseidon làm nhiệm vụ tuần tra và trinh sát của không quân Na Uy. Nga đã điều một chiến đấu cơ MiG-29 thuộc hạm đội phương Bắc để ngăn chặn máy bay Na Uy nói trên. Phía Nga cho biết máy bay nước ngoài đã quay đầu khỏi biên giới Nga khi máy bay chiến đấu Nga tiếp cận, không có sự vi phạm biên giới nào. Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định máy bay Nga đã thực hiện các chuyến bay tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên các vùng biển quốc tế, không băng qua đường hàng không dân sự hoặc tiếp cận máy bay nước ngoài một cách nguy hiểm. Chuyển sang một tin đáng chú ý khác. Báo South China Morning Post cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc bắt đầu thăm Nga và Belarus từ ngày 14 tháng 8. Ông Lý dự kiến phát biểu tại hội nghị Moscow về an ninh quốc tế, gặp gỡ các chỉ huy quốc phòng Nga, các nhà lãnh đạo nhà nước và quân đội ở Belarus. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tới Belarus trong vòng 5 năm qua. Chuyến đi kéo dài 6 ngày của ông Lý diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Moscow tiếp tục tăng cường quan hệ quân sự bất chấp áp lực từ phương Tây. Ông Lý nhậm chức Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc hồi tháng 3 năm nay và đã thăm Nga một lần kể từ đó. Trước chuyến đi lần này, ông Lý từng gặp người đồng cấp Nga Sergei Shoigu hai lần tại Moscow, Nga và New Delhi, Ấn Độ vào tháng 4 năm nay. Trong đó, tại Moscow, hai ông Lý và Shoigu cam kết thúc đẩy hợp tác giữa lực lượng vũ trang hai nước, bao gồm cả về công nghệ quân sự và hỗ trợ lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Ông Lý cũng gặp chỉ huy hải quân Nga Nikolai Zhebmenov tại Bắc Kinh hồi tháng trước và thảo luận về hợp tác hải quân giữa hai nước. Tuy nhiên, ông Lý vẫn chưa chính thức gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin. Bắc Kinh và Moscow đang duy trì quan hệ quân sự chặt chẽ, bất chấp áp lực từ Washington và các đồng minh về việc Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Trung Quốc và Nga đã tổ chức ít nhất 45 cuộc tập trận quân sự chung kể từ năm 2012, con số cao nhất từ trước đến nay. 20 trong số đó là các cuộc tập trận song phương. Trong khi đó thì chuyến đi của ông Lý tới Belarus đánh dấu lần đầu tiên một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tới đây trong vòng 5 năm. Chuyến đi diễn ra sau khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân tới Belarus và giữa thời điểm Trung Quốc cố gắng đóng vai trò hòa giải trong cuộc xung đột ở Ukraine. Vào đầu tháng 8, Trung Quốc đã cử đặc phái viên về các vấn đề Á-Âu, Lý Huy đến Jeddah, Ả Rập, Saudi để tham gia các cuộc đàm phán quốc tế về giải pháp hòa bình cho xung đột ở Ukraine. Giới chức trách Hàn Quốc ngày 14 tháng 8 cho biết, lực lượng cảnh sát đang điều tra một thư điện tử đe dọa đánh bom tòa thị chính Seoul vào ngày quốc khánh của nước này 15 tháng 8 năm 2023. Bức thư điện tử trên được gửi từ một tài khoản có địa chỉ ở Nhật Bản từ các phương tiện truyền thông của Hàn Quốc vào ngày 13 tháng 8. Nội dung thư cho biết những quả bom có sức công phá lớn đã được gài ở một số nơi tại tòa thị chính Seoul và thời gian được kích nổ là 15 giờ 34 phút ngày 15 tháng 8 theo giờ Hàn Quốc, tức 13 giờ 34 theo giờ Việt Nam. Bức thư được viết bằng tiếng Anh, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc với nội dung bom đã được gài ở một số nơi xung quanh tòa thị chính Seoul, đặc biệt bom được đặt trong phòng vệ sinh. Cảnh sát đang truy tìm người gửi thư và lưu ý rằng phương thức đe dọa đánh bom tương tự đã được sử dụng trước đó nhằm vào lãnh đạo Đảng Dân Chủ DP, đối lập chính của Hàn Quốc là ông Lee Jae-myung và một số địa điểm công cộng ở Seoul. Hôm 7 tháng 8, một số quan chức chính quyền thành phố Seoul đã nhận được thư điện tử đe dọa sẽ cho nổ một quả bom ở trung tâm thành phố Seoul. Hai ngày sau, một thư điện tử khác đe dọa cho nổ tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc, Đại sứ quán Nhật Bản, Tòa tháp N. Seoul và một trường học tại Nhật Bản. Hãng tin Reuters đưa tin một trang web của quận Fulton, tiểu bang Georgia hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 8, đã đăng và sau đó lại xóa đi một bản danh sách dường như là các cáo buộc tội hình chống lại cựu Tổng thống Donald Trump trong đó có các tội về lừa gạt tiểu bang, âm mưu thực hiện các tuyên bố sai và xối dục một viên chức vi phạm lời tuyên thệ. Tuy nhiên, các cộng tổ viên nói ông Trump vẫn chưa bị truy tố trong vụ điều tra về cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Một đại bồi thẩm đoàn tại quận Fulton đã bắt đầu các phiên lắng nghe các nhân chứng vào khoảng giờ trưa thứ hai ngày 14 tháng 8 theo giờ địa phương. Reister cũng đã cho đăng tải một bản sao danh sách tội danh nêu trên, nhưng sau đó đã gỡ bỏ tài liệu này. Theo hãng tin AP, một phát ngôn viên của công tố viên Fani Willis, người đang phụ trách điều tra ông Trump tại Georgia, cho biết báo cáo về các tội danh áp lên ông Trump là không chính xác. Sau đó vào chiều ngày 13 tháng 8, theo The Book Times, đại diện cho tòa án tối cao địa hạt Fulton cho hay không có bất kỳ tài liệu nào được nộp vào hôm nay liên quan đến cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn đối với những nỗ lực của ông Trump nhằm bác bỏ cuộc bầu cử tại Georgia năm 2020. Văn phòng thư ký của Tòa án tối cao địa hạt Fulston trong tuyên bố nêu trên nói, những tài liệu mà không được đánh số vụ án chính thức, ngày nộp và tên của ban thư ký tòa án đầy đủ thì đều không được xem là các hồ sơ chính thức và không nên được coi là hồ sơ chính thức. Văn phòng cũng gọi bản tài liệu được lan truyền trên mạng là tài liệu không có thật. Tuy nhiên, văn phòng không xác nhận liệu tài liệu đó đã được đăng trên chính trang web của tòa án hay không. Cũng theo The Epoch Times, các luật sư của ông Trump đã phản ứng với tin tức về bản danh sách tội hình được đăng tải. Họ lập luận rằng bản cáo trạng này cho thấy vi phạm diện rộng về cách thức cuộc điều tra này đã đang được tiến hành trong hơn 2 năm qua. Hai luật sư Daryl Freiling và Jennifer Little nói trong một tuyên bố do chiến dịch Trump công bố rằng, văn phòng công tố viên địa hạt Fulton lại một lần nữa cho thấy rằng họ không hề tôn trọng tính toàn vẹn của tiến trình đại bồi thẩm đoàn các luật sư của ông trump nói thêm đây không phải là một lỗi hành chính nhỏ một bản cáo trạng đề xuất chỉ nên thuộc sở hữu của văn phòng công tố viên địa hạt nhưng văn phòng này bằng cách nào đó đã chuyển nó tới văn phòng thư ký tòa án và đã được đánh số vụ án và ghi tên thẩm phán trước cả khi đại bồi thẩm đoàn thảo luận đây là điển hình của những vi phạm hiến pháp trên diện rộng và trắng trợn vốn đã tràn ngập trong vụ án này ngay từ lúc ban đầu theo Just the News, công tố viên địa hạt Funston Fanny Willis mong muốn bản cáo trạng chống lại cựu tổng thống Trump và nhiều trợ lý quan trọng của ông sẽ được công bố ngay vào thứ Ba, 15 tháng 8. Nếu được chính thức công bố, bản cáo trạng tại Georgia sẽ là lần thứ tư ông Trump bị truy tố hình sự trong năm nay. Trước đó là hai vụ truy tố liên bang do biện lý đặc biệt Jack Smith phụ trách và một vụ truy tố tại tiểu bang New York do công tố viên địa hạt Manhattan Arvin Brett chủ trì. Ông Trump đã phủ nhận tất cả các tội danh bị cáo buộc cho đến nay và khẳng định rằng những bản cáo trạng đó là một phần của cuộc săn phù thủy với mục đích ngăn chặn ông tái đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Gần đây, Bộ Công an Trung Quốc nói rằng sẽ truy quét các hoạt động phi pháp xâm phạm thông tin cá nhân của công dân. Trong 3 năm, hơn 2.300 nội gián trong ngành đã bị bắt. Tuyên truyền này đã làm giấy lên đồn đoán bên ngoài. Trước đó, thông tin cá nhân của bản thân ông Tập Cận Bình, con gái Tập Minh Trạch và anh rể Đặng Gia Quý đã bị cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc tiết lộ. Ông Lý Nguyên Hoa, một chuyên gia về Trung Quốc và là cựu phó giáo sư của Đại học Sư phạm thủ đô Trung Quốc, nói với tờ Epoch Times hôm 11 tháng 8 rằng, khi thông tin hộ khẩu của con gái ông Tập bị dò dỉ, cấp trên đã phẫn nộ và nhất định phải điều tra đó có thể là lợi dụng xu thế để tiến hành nhiều cuộc điều tra hơn hoặc cũng có thể là quan chức cấp nào đó cho điều tra sau đó những người bên dưới sẽ có thể tùy tiện bắt hệ bắt là bắt rất nhiều hơn nữa cũng là bắt có chọn lọc không phải tất cả đều bị bắt Ông Lý Nguyên Hoa cho rằng những nội gián trong tất cả các ngành nghề, tình hình thực tế còn nhiều hơn con số báo cáo rất nhiều, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn cho phép họ tồn tại. Các báo cáo này hiện cho thấy các cơ quan công an đã cầu thả trong nhiệm vụ của mình nên mới xảy ra rất nhiều sự cố tiết lộ thông tin cá nhân. Ông Lý Nguyên Hoa nói rằng hiện nay Trung Quốc đang tuyên truyền theo cách này, điều này vừa đúng phản ánh rằng chính quyền Trung Quốc không coi trọng pháp trị nên mới dẫn đến hỗn loạn xã hội không có gì lạ khi thông tin cá nhân bị bán lại hoặc dò dỉ bất hợp pháp ba năm trước vụ dò dỉ thông tin cá nhân của con gái ông tập cận bình đã thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế vào tháng 5 năm 2019, sau khi thông tin cá nhân của con gái ông Tập Cận Bình, cô Tập Minh Trạch và anh rể của ông Tập, ông Đặng Gia Quý, bị các trang web ở nước ngoài China Rest Foundation và China Wiki tiết lộ, Bộ Công an Trung Quốc sau đó đã thành lập tổ chuyên án. Đơn vị chịu trách nhiệm xử lý chuyên án này là Đại đội Cảnh sát Mạng Mậu Nam, thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông. Đội trưởng của đại đội này là Dương Quan Diệu đã nịnh hót lập công với cấp trên và quy tội cho trang web EsuWiki. Ông ta liên tiếp bắt giữ hàng chục nhân viên và thành viên của trang web này trên toàn Trung Quốc, đồng thời tra tấn để lấy lời khai và bằng chứng. 24 người đã bị bắt và bảo tù. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, tòa án quận Mậu Nam đã kết án sơ thẩm 24 người liên quan đến trang web Esuwiki và Nghiêu Đảng Vũ, khi đó mới 20 tuổi, được coi là thủ phạm chính, bị kết án 14 năm. Những người khác bị bức án từ 1 đến 4 năm tù. Theo báo chí ngoài Trung Quốc đưa tin vào thời điểm đó, gia đình của bị cáo đã tố cáo cảnh sát mậu danh giàn dựng một vụ án oan trong tình huống cảnh sát không thể nào bắt giữ người chủ trì của trang web nói trên ở nước ngoài. Họ đã không ngần ngại lập lờ đánh lận con đen và muốn Esu Wiki thay thế để vụ oan xá họa bức ép tình nguyện viên kỹ thuật của Esuwiki là Ngưu Đảng Vũ thừa nhận mình là thủ phạm chính, cáo buộc Ngưu tìm cớ gây sự, gây rối, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân, hoạt động kinh doanh bất hợp pháp và bị kết án nặng 14 năm tù. Nghi ngờ dưới áp lực quốc tế, chính quyền Trung Quốc đã bí mật xử lý hơn 20 nhân viên tư pháp liên quan đến vụ án này, bao gồm Dương Quan Diệu, đội trưởng đội cảnh sát mạng ở Mậu Danh, người điều tra vụ án. Lý Thổ Hoa, Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Mộ Danh, Giang Khải Hâm, Phó Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật tỉnh Quảng Đông, vân vân. Ông Tiêu Ngạn Nhuệ, một trong những người sáng lập ESU Wiki đang sống lưu vong ở Canada, từng tiết lộ rằng thông tin hộ khẩu của ông Tập Cận Bình và con gái ông bị tung ra là do nội bộ cảnh sát tiết lộ. Có người đã gửi thông tin đến trang web của họ nhưng họ không chủ động kiểm tra nó. Ông Tiêu Ngạn Nguyễn tiết lộ rằng, vào cuối năm 2018, có người đã đưa cho cảnh sát 6.000 nhân dân tệ để kiểm tra thông tin hộ khẩu của ông Tập Cận Bình, bởi vì hệ thống dân số cảnh báo khi kiểm tra quan chức cao cấp, cảnh báo hoặc thông báo khi thông tin quan chức cấp cao được truy cập và kiểm tra, khi thao tác cũng sẽ ghi lại hồ sơ. Hơn nữa, trong phòng lại có camera, cho nên nhân viên cảnh sát đó không có kết cục tốt đẹp ông tiêu nói rằng khi kiểm tra hộ khẩu của ông tập cận bình viên cảnh sát đó đã nhân tiện đưa ra chứng minh thư của cô tập minh trạch vì họ là một gia đình sau đó sử dụng chứng minh thư này để lấy ảnh từ hệ thống của cục giáo dục đối phương không biết đó là con gái của ông tập cận bình cho nên không mất tiền tuy nhiên vì cô tập minh trạch không được bảo vệ trong hệ thống và có thể được tìm thấy trong hệ thống cảnh vụ của cảnh sát giao thông như vậy là chúng ta vừa điểm qua một số thông tin nóng bỏng nhất trong 24 giờ qua. Quý vị hãy để lại bình luận của mình ở bên dưới để liên tục đồng hành cùng chúng tôi. Còn bây giờ Hoàng Sáng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.